Rồi, hai bên gặp gỡ đã xong. Bây giờ tôi sẽ đem con rùa này đi vô chùa Tân Phước nha bà con. Chùa Tân Phước là cái ngôi chùa mà cái thứ nó hay đi đó. Đó, nghe vô chùa là bắt đầu ảnh thấy chưa? Cái con này nó biết nghe nghe. Đó, nghe vô chùa thấy không? Lú tay lú chân ra bò liền thấy chưa? Sau một ngày một đêm nó ở nhà tôi, đưa cái giống gì nó cũng không chịu ăn hết, mà nó nhìn tôi với cái ánh mắt hình viên đạn, nó liếc mà nó kênh kênh nữa. Bây giờ tôi sẽ cho nó ăn những cái món mà trên mạng người ta nói là con rùa chịu ăn. Cải nè. Rồi, món này chuối nè. Tiếp theo món này tôm nè. Hên quá, bữa nay tôm giảm 50%. Còn một món cuối cùng đó là ớt chuông. Nghe nói mấy con rùa nó khoái ăn ớt chuông dữ lắm nha. Còn cái món mà con rùa này nó thích nhất là cái món ốc, nhưng mà mấy con ốc nó còn sống mình không có dám đặt ra. Thôi mua mấy cái đồ này cho nó ăn đi. Mà sao tôi thấy nó nhìn đồ ăn mà cái mặt của nó tỉnh bơ hả? Nó đơ như đá vậy. Hồi đó tới giờ không có nuôi rùa, bởi vậy nhìn cái mặt con rùa mình cũng không biết là nó thích hay không thích nữa. Nhưng mà tôi nhìn mấy cái này tôi rất là thích nha. Như là trái chuối này nè, rất là ngon luôn. Tao biết mày ăn không hết đâu, để tao phân nửa cho. Rồi để coi sao nha. Đó, có vẻ như là nó còn xì chét, nó còn sợ nha. Nó thụt cái cổ vô, nó đề phòng thấy chưa. Coi kìa, nó sợ cái món chuối này còn hơn là sợ tôi nữa. Chắc là nó đang nhát, mình để vậy nó không ăn đâu. Mình sẽ để ở ngoài nha. Mà mấy món bữa hổm để ở ngoài cũng không ăn nữa. Rồi đưa tôm lại gần nó cũng sợ nữa. Mà hồi trước đó là tôi có đưa cơm với đưa trái sơ ri là nó hạ họng ra nha. Mà sao cái món này đối với rùa nghe nói là ngon mà nó lại không hạ họng, nó nhắm mắt luôn hay chưa. Rồi thôi, có thể nó sẽ chết đó, nó gặp mình nó không ăn. Rồi tôi mới để đồ ăn ở đây. Mình cũng không biết nó có ăn hay không, nhưng mà mình thấy trong rau cải thì có cái vết cắn nha. Có thể nó có ăn đó. Thôi hôm nay quyết định đem con rùa đi thả. Nó còn đang rất là khỏe mạnh nha, chạy nhảy nhanh dữ lắm. Thôi khỏe mạnh thì cho nó về với thiên nhiên. Thí dụ nó muốn theo mình thì mình nuôi, mà nó không có muốn theo mình thì mình thả nó về. Cái này là tôi đang chạy xe ngoài đường, tự nhiên nó bò vô bánh xe tôi, nó núp. Nó núp rồi mấy đứa nhỏ lại dí rồi tôi bắt về luôn. Vậy là con này có thể nó muốn mình đem nó đi thả, đem đi chỗ nào yên ổn cho nó. Chỉ có vô chùa thôi. Khế thúi chưa gì mà khiều khiều người ta rồi đó nghe. Tôi chỉ dám đưa con rùa này cho khế thúi viên nhọn coi thôi, tại vì mình biết tánh con khế viên nhọn nó không có cắn bậy người ta. Còn đưa cho cái đám con ngầu con khè thôi không dám đâu nghe. Khế thúi này nó thấy con cóc con rùa hay bất cứ con gì nó cũng không có dơ nanh dơ vút người ta đâu. Con nhọn thấy con rùa nó hơi ngán, nó khè kìa. Con nhọn đã bỏ chạy, còn khế thúi nó vẫn tỉnh bơ. Lại làm quen với bạn rùa đi, chuẩn bị thả bạn rùa đi về chùa nghe. Rùa này không biết có lớn hơn khế thúi không ta. Thôi không có đưa cái miệng gần cái mỏ con rùa nghe. Rùa nó lên cơn, nó cạp một cái là xức cái lỗ mũi mày ra luôn. Tôi lên mạng tìm hiểu với tụi coi comment của những người nuôi rùa đó, nói con này là con rùa. Rùa gì nè? Con rùa 3G, nó khó nuôi lắm. Con này nó phù hợp sống ở cái vùng đầm lầy, rồi nó khoái ăn ốc gì lum hết đó. Mà những con như vậy thì mình nên thả nó về thiên nhiên. Trời ơi, có nhiều người xin tôi lắm nghe, xin con rùa này về nuôi. Mà thôi, tôi quyết định thả nó về thiên nhiên với tôi không cho ai hết trơn. Kệ mít lòng thì mít lòng. Mình thì quan trọng là chơi cái hệ động vật, mình không có sợ mít lòng với người khác. Nếu mà người nào nuôi tốt hơn, chăm tốt hơn khi mà tôi thả nó ra thiên nhiên thì tôi sẽ cho. Mà tại vì mình đâu biết người nào nuôi tốt đâu. Mà những con nó xì chét như vậy thì nên thả nó về chùa là tốt nhất cho nó rồi. Nó không có bệnh gì đâu nghe bà con. Hồi nãy tôi thấy nó chịu ăn đó, chẳng qua nó xì chét thôi. Nó gặp tôi ha, nó còn lú cái đầu, lú tay, lú chân ra. Nó thấy khế viên nhọn, nó không dám đưa tay đưa chân gì ra chứ. Bởi vì cái mặt của tụi bay âm binh quá trời, rùa nhìn nó còn sợ nữa. Khi mà tôi đăng con rùa này lên, có rất là nhiều bạn chỉ tôi cách nuôi, rồi có người còn inbox hướng dẫn cho tôi nữa. Nhưng mà tôi đọc tin nhắn không có nổi, đông lắm bà con ơi. Không phải người inbox hướng dẫn cách nuôi rùa không, mà còn nhắn tin hỏi tôi cách nuôi mèo, cách chăm sóc mèo. Tôi đã nói trời ơi, lần này lần thứ N. Có hỏi gì về mèo, hỏi bác sĩ, hỏi người nào mà chuyên về tư vấn cho mèo á, tôi đâu phải tư vấn cho mèo đâu. Tôi lập kênh giải trí thôi, mọi người có hỏi gì để comment đi. Tôi thấy tôi trả lời, còn không thấy thì ai rảnh trả lời cho mọi người. Chứ đừng có inbox cho tôi nữa. Nhất là những cái mà nuôi mèo, chăm sóc mèo đó, có gì mọi người kiếm bác sĩ hay là kiếm chuyên gia nào hỏi nha. Còn cái kênh của tôi là không có phải là tư vấn. Bởi vậy những cái bạn mà inbox rồi hướng dẫn cho tôi cách nuôi rùa đó, nó lộn với những cái tin nhắn riêng của người khác hỏi tôi đọc không có nổi luôn. Tốt nhất là mọi người có việc comment ở trên YouTube này đi, nếu tôi thấy thì tôi trả lời. Mà hình như đa số là tôi không có thấy nổi đâu. Với mấy con vật này tôi thấy là trên đường tôi gặp tụi nó, hay là tùy duyên tụi nó tới nhà của tôi và tôi quay lên. Chứ không phải tôi đưa cái kênh này lên rồi những người biết nhà của tôi đó qua tới địa chỉ nhà kêu tôi nuôi mèo nuôi chó cứu con này con kia là không có đâu nha.
tôi chỉ quay những cái gì tùy duyên tôi gặp thôi. Chứ tôi không có phải là nhà hảo tâm hay là Bồ Tát sống mà cứu con này con kia cho mọi người đâu. Mọi người nên nhớ điều đó. Chứ đừng có kiếm tôi mà cho tôi con này con kia nha. Hổm gài có nhiều bạn nhắn tin riêng cho tôi vậy đó. Em gặp con mèo này, con chó này, chị nuôi giùm em đi thôi, mệt lắm nha. Mèo chó ở nhà lo chưa xong nè, những con vật khác nó tới nhà mình nó cầu cứu lo chưa xong nè. Hơi đâu mà lên mạng mà nhận con này con kia. Rồi người quen nữa, gửi con này con kia rồi hỏi bệnh tình, trời làm như tôi bác sĩ vậy đó. Có gì gặp thẳng bác sĩ hỏi đi. Ở nhà cả đống chó mèo nhiều vấn đề lo chưa xong, thời gian đâu mà lo chuyện cho người khác. Đó đó, Khế nữa đó. Khiêu cái gì mà khiêu. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lại nha. Con rùa mà nó cạp một cái là nó không có nhả ra đâu nha. Hồi đó tôi có thả mấy con ba ba đem vô đây nè. Con Khế nó cũng khiều khiều nựng nựng vậy đó. Mà con rùa này cái mặt tôi nhìn nó hung dữ quá. Cái lúc mà tôi đút sư ri hay đút cơm cho nó đó, nó cạp ghê lắm. Mà con Khế khiều khiều nó quá, ngại nó lên cơn nó cạp một cái là Khế té đái thiệt đó. Rồi hai bên gặp gỡ đã xong, bây giờ tôi sẽ đem con rùa này đi vô chùa Tân Phước nha bà con. Chùa Tân Phước là cái ngôi chùa mà Khế Thúi nó hay đi đó. Đó, nghe vô chùa là bắt đầu ảnh thấy cái con này nó biết nghe. Đó, nghe vô chùa thấy không, lú tay lú chân ra bò liền thấy chưa. Vậy là anh rùa này rất là muốn đi vô chùa nghe. Thấy chưa, quạt bát hẳn ra, vui vẻ hẳn ra luôn. Bởi vậy ai mà bắt được rùa hoang thả vô chùa đi, nếu mà nó không chịu theo mình đó, nó bò lại tôi kìa, ghê chưa. Thôi bình tĩnh đi, cho mày vô vỏ nè mày, bình tĩnh. Không ngờ để vô cái vỏ nằm yên luôn bà con ơi. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ quậy mà nó không quậy nha. Rồi bây giờ xách vô chùa. Trời ơi nằm im gu luôn, ngoan dễ sợ. Rồi khi mà để con rùa đi ngang chỗ này thì cái đám này nó trèo lên nó tò mò nó coi. Ê con gì vậy Sang, sao mày cho Khế với Nhọn coi mà không cho tụi tao coi vậy hả? Và đại ca đã bị kẹt ở trên cửa sổ này luôn. Cái này đại ca lớn lên tướng tá sổ sữa quá trời nha bà con. Có điều là nó có chiều dài rồi đó. Rồi đại ca mới rủ thêm con Vui, con Nhọn, con Miêu, con Quạo nhảy lên coi nữa. Cái gì lạ gì cho tao coi thử đi Sang. Hay là mày đưa cho mẹ tao kiểm tra ăn rùa cũng được nữa. Thôi miễn bàn đi nha. Tụi bay ở nhà vui vẻ nha. Tao đi đây. Đây là Tiểu Nô và chúng ta đã tới chùa Tân Phước rồi đó nha. Rồi Tiểu Nô, dắt đi lại chỗ nào thả rùa đi. Tao nói mày hiểu gì không vậy? Nó dắt mình đi đó. Không biết dắt đi đâu đây. Ê, tao đang quay phim nha. Trời ơi trời, nó đá vô. Ê, mày là lính giữ chùa mà tư cách gì kỳ vậy mày? Đó, bây giờ nó dắt tôi vô đó nha. Giờ dắt thiệt nha. Đó, Tiểu Nô chạy vô thông báo cho sư cô giác kìa. Nó sư cô ơi, có khách lại kìa. Người ta muốn thả rùa, thả đâu giờ. Thế là Tiểu Nô vừa dòm cô giác chỉ đường và vừa chỉ cho tôi. Vậy là con chỉ cho khách thả rùa chỗ này là đúng rồi phải không sư cô? Rồi, vậy là không có sai đâu, vô thả đi mày. Mà sao bữa nay không thấy đệ tử của Tiểu Nô chạy ra mừng tôi khi mà hỏi cô giác? Thì đệ tử của Tiểu Nô đã theo gái rồi, tại vì chưa thiến. Mọi người theo dõi chùa Tân Phước chắc biết cái con bốn mắt đệ tử của Tiểu Nô ha. Hồi lúc trước dễ thương lắm, mà khi lớn lên nó theo gái, nó bỏ ăn bỏ uống hoài luôn. Khi mà chùa có khách thì nó để cho mình sư phụ Tiểu Nô của nó tiếp khách thôi, còn nó thì lo đi kiếm gái rồi. Tiểu Nô lại tiếp tục tưới cây. Tới đây cái bộ nhớ của tôi nó đầy luôn, mới nhớ lại một tuần nay không có dọn dẹp bộ nhớ. Mọi người hãy đón xem tập 2 có tựa là Quy Thừa Tướng về chùa Tân Phước nha.